Rồi, xin chào tất cả các bạn nhé. Trong cái video tiếp theo ngày hôm nay của channel Tân TV, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách các bạn tạo cái ảnh thumbnail, hay nói cái khác là cái ảnh bìa của video ở trên TikTok nhé. Đấy, cái ảnh bìa của video là một cái yếu tố rất là quan trọng giúp các bạn làm cho những người xem thu hút. Đó, ảnh bìa đẹp hoặc là ảnh bìa hấp dẫn thì người xem tỷ lệ click vào xem cái video của bạn rất là cao. Đấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái ảnh bìa, ảnh thumbnail của video TikTok cực là dễ ở trên điện thoại. Đấy, nếu bạn nào mà đang tìm hiểu và đang quan tâm đến cách tạo cái ảnh bìa này thì các bạn hãy cùng theo dõi video này nhé. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo ảnh cái thumbnail ở trên cái ứng dụng TikTok. Thì thông qua một cái ứng dụng, đó là cái ứng dụng Canva. Canva này thì các bạn, nhiều bạn rất nhiều bạn sử dụng, nếu mà bạn nào hay chỉnh sửa ảnh hoặc là hay làm cái công việc liên quan đến ảnh ọt ấy, thì các bạn chắc chắn đã biết được cái ứng dụng này rồi. Thì các bạn hãy lên hai cửa hàng kho ứng dụng, các bạn tải cho mình nhá. Các bạn gõ cho mình từ Canva này, đó. Canva, đây là cái ứng dụng thiết kế đồ họa video, chỉnh sửa hình ảnh. Đấy, thì ở đây mình đã cài đặt rồi. Và bạn nào mà chưa cài đặt thì các bạn hãy cài đặt nhé. Đấy, nó cài đặt cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, cái ứng dụng này, đây Canva có chữ C này các bạn nhé. Rồi, sau khi các bạn cài xong thì các bạn sẽ thoát ra. Và các bạn hãy mở cái ứng dụng đó lên cho mình nhé. Đấy, các bạn mở cái ứng dụng Canva này lên cho mình. Và nó sẽ có một số cái quảng cáo, các bạn hãy... hình như không quảng cáo đâu, nó là cái demo của nó ấy. Rồi, thì ở đây thì các bạn chú ý cho mình, đây là cái giao diện của nó này. Đây, các bạn hãy trước khi các bạn vào sử dụng ấy, các bạn đăng nhập cho mình nhá. Đây, các bạn đăng nhập cho mình này. Hình như đăng nhập bằng Facebook các bạn nhá. Ngày trước mình cũng đã đăng nhập rồi. Đó, nói chung là các bạn vào, các bạn cứ làm theo hướng dẫn của nó thôi. Đăng nhập bằng Facebook hoặc là tài khoản Google ấy. Đó, các bạn chọn một trong hai cái cách để các bạn đăng nhập nhé. Nó đơn giản thôi, đăng nhập xong cái là các bạn vào giao diện như mình nhé. Ok, thì ở đây để mà tạo được cái ảnh bìa, ảnh thumbnail ở trên TikTok thì các bạn hãy truy cập vào cái tìm kiếm này cho mình nhé. Các bạn sẽ gõ cho mình là TikTok này. Đó, nó ở đây nó sẽ có rất nhiều những cái mẫu TikTok, hoặc là các bạn gõ cho mình là nền TikTok nhé. Nền TikTok này. Đây, mình sẽ gõ lại có dấu này. Đây, nền TikTok. Nó sẽ hiện ngay cho các bạn cái phần là nền TikTok. Đấy. Thì ở đây các bạn cũng sẽ chọn một trong hai nhé. Đấy, nó có rất nhiều những kiểu nền. Có rất nhiều những kiểu nền miễn phí nhé. Cho các bạn, tha hồ các bạn làm mẫu. Rồi, mình sẽ chọn là TikTok đi cho nó được nhiều. Ok, mình tìm kiếm này. Đó. Thì các bạn nhìn thấy những cái mẫu, đây là những cái mẫu ảnh bìa nhá, bìa trên TikTok này, trên video. Các bạn nhìn thấy cái từ nào mà nó miễn phí nhá, miễn phí thì các bạn hãy chọn vào. Ở những cái khung nào ấy, nó miễn phí nhá, thì các bạn chọn vào. Còn những cái mà nó không có miễn phí thì các bạn phải trả phí nhá. Rồi mình sẽ chọn một cái khung bất kỳ để mình hướng dẫn cho các bạn. Thì các bạn sẽ chọn vào đây này. Mình sẽ chọn cái khung này. Đó. Sau khi các bạn chọn xong thì các bạn sẽ đợi nó load cái khung ra nhé. Đấy. Thì đây sẽ là cái khung ảnh của chúng ta trong cái khuôn khổ hình cái viền màu xanh này. Ok. Các bạn nhìn xuống dưới cho mình cái phần là những cái công cụ này, ví dụ như xóa trang này, sao chép này. Ở đây nó hoàn toàn là tiếng Việt hết, nên là các bạn rất dễ dùng. Ok. Để mà thay đổi những cái những cái chi tiết ở bên trong thì các bạn hãy click vào này. Ở đây nó sẽ có, như cái bức ảnh này thì nó sẽ có thành hai mảng. Mảng đầu tiên là những cái chi tiết chữ, hình, và thứ hai là background. Đấy, cái này thì nếu bạn nào mà thích thay thì các bạn thay, không thì thôi. Còn nếu các bạn chỉnh sửa ở trong thì các bạn sẽ chọn vào bức ảnh này. Ví dụ chỉnh sửa mình sẽ xóa đi, mình sẽ thêm ảnh của mình vào. Các bạn sẽ click vào cái ảnh đó và các bạn chọn xóa đi. Để thêm cái bức ảnh của mình vào, các bạn sẽ chọn vào cái dấu cộng ở đây này. Các bạn chọn vào dấu cộng này. Đấy. Và nó sẽ đưa các bạn đến
những cái đầu tiên là những cái thành phần có sẵn ở trong cái app này, ví dụ như những cái họa tiết này, những cái biểu tượng này rất là hài hước các bạn nhé. Còn nếu các bạn muốn thêm ảnh của các bạn thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là thư viện nhé. Đây, các bạn chọn là mục thư viện và mình sẽ chọn vào ảnh mục thư viện của mình nhé. Và mình đã chọn ra một cái bức ảnh mà mình ưng ý nhé. Đây là cái bức ảnh của mình. Thì các bạn có thể, một là các bạn thay đúng vị trí của cái bức ảnh lúc đầu nhé, hai là các bạn có thể kéo xuống này, mình có thể kéo sao cho nó phù hợp nhé. Rồi. Đấy, mình có thể kéo xuống góc này hoặc là kéo sang bên cạnh bên nào, các bạn tùy theo cái ý muốn của các bạn nhé. Đó, như mình ở đây thì mình sẽ chọn ở đây và mình sẽ cho tầm to ra một chút. Đấy. Ok. Mình sẽ cho to ảnh một chút. Rồi tiếp theo là cái chữ này, các bạn có thể chọn vào. Mình sẽ lấy một cái chữ to thôi, cái chữ nhỏ này các bạn xóa đi. Đấy. Ví dụ mình sẽ lấy chữ chữ nhỏ của mình xóa đi nhé. Để xóa cái chi tiết nào các bạn sẽ chọn vào và nó sẽ có hình ô xanh này các bạn nhé. Đây, nó sẽ có hình ô xanh, các bạn chọn xóa đi. Mình sẽ thay cái chữ này. Đó, mình sẽ thay cái chữ này. Cái video mà mình ở trong TikTok mình làm ảnh bìa là chủ đề là bật điều kiện để bật kiếm tiền TikTok, thì mình sẽ chọn vào. Sau khi chọn vào thì các bạn sẽ thấy nó có ô xanh và các bạn sẽ chọn vào cái mục là sửa ở dưới này này. Đó, sửa nhé. Các bạn chọn sửa này. Đấy. Và bây giờ các bạn sẽ đánh nhé, mình sẽ chọn là điều kiện để bạn kiếm tiền. Bạn kiếm tiền TikTok nhá. Đó. TikTok viết chữ ngoài cho nó lịch sự. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ chọn lại này, các bạn chọn lại và sau đó thì để muốn đổi cái phông chữ, để muốn đổi phông chữ thì các bạn kéo sang, các bạn nhìn xuống cái thanh công cụ ở dưới này, kéo nhá. Đây, nó có cái mục là phông chữ này, ok, và nó sẽ có rất nhiều những cái phông chữ khác nhau, thì các bạn có thể kéo lên này, các bạn kéo lên. Đây, các bạn thích phông nào thì các bạn chọn nhá, các bạn cứ chọn kích vào nó sẽ tự thay đổi cho các bạn đó. Nếu bạn nào mà thấy cái phông này nó chưa hợp thì các bạn sẽ chọn phông khác. Đấy, sao cho nó phù hợp với cái phông của mình là được. Đấy. À đây, cái này mình điều kiện bật kiếm tiền TikTok mình sẽ thừa rồi, mình thừa hai cái chữ kia rồi, mình sửa lại này. Xóa đi. Đấy, mình xóa đi. Rồi xong. Tiếp tục mình chọn lại cái phông chữ nhé. Đây, các bạn có thể chọn bất kỳ những phông nào. Đấy. Nó còn nhiều phông ở dưới này, các bạn tha hồ chọn nhé. Thôi, mình sẽ chọn đại một cái nhé. Mình chọn đại một cái, mình cho nó nhanh. Đây, cái này đi. Rồi, sau khi các bạn chọn xong thì các bạn có thể di chuyển này. Các bạn có thể di chuyển. Các bạn có thể zoom to, zoom nhỏ này. Zoom to, zoom nhỏ. Đấy. Như này. Đấy. Cho nó phù hợp với cái kết cấu của cái kích thước của cái ảnh nha. Rồi thì ở đây các bạn có thể thay cái ảnh background này thành cái nền khác. Đây màu này, các bạn có thể chọn màu này. Đó, mình sẽ để nguyên màu này nhé. Rồi quay trở lại cái chữ này thì các bạn vẫn có thể chọn màu nhé. Đây, mình sẽ chọn thành màu xanh đi, chọn màu xanh này đi. Đó. Ok. Và cái hình đại diện của mình này các bạn có thể kéo sang, các bạn có thể chỉnh những cái công cụ phù hợp ở phía dưới này nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể chỉnh những cái công cụ phù hợp. Mình sẽ chọn là lọc này. Đấy. Lọc thì nó sẽ có những cái hiệu ứng đây. Các bạn sẽ nhìn cái ảnh của mình nó thay đổi nhé. Thay đổi phù hợp với cái nền cam này. Đấy. Đấy, mình chọn cái này đi. Cái này đi. Đấy, cái này cho sáng. Đấy, ok. Rồi. Đấy. Thì mình sẽ thêm một cái logo của TikTok này nhé. Các bạn sẽ chọn vào thêm này. Các bạn chọn dấu cộng và nó đưa đến các bạn đến thư viện. Đó, mình thêm một cái logo nữa. Mình sẽ để ở đây cho nó. Logo này mình sẽ cho to hơn một chút. Đấy. Nhìn nó rất là đơn giản vậy thôi nhưng mà nó đẹp các bạn ạ. Các bạn có thể cho đây. Trên này đi. Các bạn có thể cho tùy theo cái mắt thẩm mỹ của các bạn nhé. Đấy. Rồi mình cho giữa giữa này đi.
giữa này nhìn đẹp hơn. Đấy. Rồi. Cái phông này nó hơi lỗi này, mình sẽ sửa lại, nhìn nó chưa được ưng ý cho lắm. Cái này mình nghĩ là do phông đấy, mình sẽ chọn lại cái phông khác. Mình sẽ chọn lại cái phông khác các bạn ạ. Này mình sẽ chọn lại cái phông khác cho nó đẹp. Phông này nó hơi dày. Đây, mình sẽ chọn cái phông này đi. Và cho nhỏ lại một chút. Ok. Đấy. Mình chỉ làm đơn giản như này thôi nhá. Các bạn thích thêm cái gì thì các bạn sẽ chọn một cái dấu cộng này và nó đưa đến cái hiệu ứng nhá. Đấy thì vậy là xong nhá. Rồi thì bây giờ để xuất thì các bạn sẽ chọn cái nút mũi tên ở trên đầu, trên góc này nhá. Các bạn sẽ chọn đây, các bạn sẽ chọn là đây. Các bạn lưu dưới dạng này. Đấy, các bạn sẽ chọn lưu dưới dạng. Đấy. Cái này là tẹp GPG này. Đó. Các bạn chọn tải xuống. Rồi, vậy là đang tải xuống cho các bạn nhé. Khi nào nó tải xong nó sẽ báo cho các bạn nhé. Đấy, vậy là xong nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ vào thư viện của mình sẽ kiểm tra cái bức ảnh của mình nhá. Rồi, mình sẽ vào cái thư viện của mình nhá. Các bạn nhìn này, đó. Cái ảnh bìa gọi là xuất hiện này, các bạn nhìn nhé, đó, bật kiếm tiền này. Đó, ok nhé, đây, rất là xịn nhá. Bây giờ mình sẽ vào cái tiếp theo này để mà đăng luôn lên TikTok cũng được, nhưng các bạn vào cho mình một bước nữa để các bạn tạo cái ảnh bìa video nhé. Bây giờ các bạn sẽ vào tiếp cho mình một cái app, là app CapCut nhé. Các bạn chọn cho mình app CapCut này, các bạn lên ai chưa có thì các bạn lên các bạn tải nhé. Các bạn vào, các bạn chọn dự án mới, các bạn chọn cái video mà các bạn muốn đăng lên TikTok nhé. Đây ví dụ đây là mình có cái video này, đó các bạn sẽ nhìn cái video này, đó các bạn sẽ chọn là xóa này, xóa cái phần cuối đi. Đấy, rồi để mà tạo ảnh bìa cho cái video này rất đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn nhanh nhé. Đây, các bạn sẽ chọn vào cho mình, nó sẽ có cái mục ảnh bìa này các bạn, nó sẽ có cái mục ảnh bìa nhá. Đây, các bạn chọn là mục ảnh bìa này, này ảnh bìa này, và các bạn sẽ ở đây nó sẽ có cái phần là sử dụng mẫu, nhưng mà các bạn không cần, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là tải lên này, nó ở bên cạnh từ chọn từ video nhé, các bạn sẽ chọn tải lên và các bạn sẽ chọn vào tải lên, sau đó nó sẽ đưa các bạn đến cái thư viện ảnh của các bạn nhé, các bạn sẽ add cái ảnh vừa nãy vào và nó sẽ xuất hiện cái ảnh của các bạn chọn vào nhé, các bạn chọn là xác nhận này, đấy, và ở đây nó sẽ có cho các bạn đặt luôn cho các bạn vừa cái khung ảnh rồi để các bạn chọn lưu thôi, đấy. Vậy là cái ảnh bìa của các bạn đã được xuất hiện ở đây nhá. Đó, các bạn nhìn này. Đấy, về các bạn giờ có thể chỉnh sửa này, mình sẽ chỉnh sửa luôn. Mình sẽ cho to tiếng lên một chút. Đấy. Cho to tiếng một chút. Các bạn ok. Rồi. Rồi. Và cho thêm tí màu mè nữa. Ok. Rồi và mình chọn xuất này, mình chọn xuất bản, xuất luôn và mình đăng lên video TikTok luôn cho các bạn xem cái chất lượng ảnh bìa nó như nào nhá. Rồi các bạn đợi nó xuất xong nhé. Đây cái video này mình vừa xuất ở trong app CapCut rồi nhá. Đây mình sẽ chọn các bạn chọn nút chia sẻ lên TikTok luôn. Đấy, chia sẻ lên TikTok luôn nhá. Mình sẽ cho nhỏ tiếng đi. Đấy. Rồi như các bạn nhìn cái video này của mình nhá, thì các bạn sẽ nhìn cái đầu tiên là cái ảnh bìa luôn nhá. Rồi các bạn chọn tiếp cho mình. Đấy. Đến đây thì các bước đăng cái video này trên TikTok thì như bình thường thôi, không có gì cả. Rồi các bạn đợi nó một chút nhé. Đây các bạn nhìn cái ảnh mờ mờ, cái ảnh bìa này, cái ảnh là cái ảnh bìa nhá. Khi mà các bạn vào cái giao diện của video thì cái ảnh bìa nó là cái ảnh nổi bật nhất khi các bạn click vào nhé. Rồi 90% rồi.
Ok, các bạn sẽ chọn tiếp cho mình. Đấy, đây các bạn nhìn chưa, đây là cái ảnh bìa này, ảnh bìa nó đã đặt luôn mặc định cho bạn nhé. Bình thường ấy các bạn chưa chọn ảnh bìa ở trong cái phần TikTok ấy, ở trong cái phần cấp cắt các bạn tạo như cái bước vừa rồi ấy, thì nó sẽ cho các bạn là cái bất kỳ ảnh bìa mặc định nào, nhưng đến khi cái bước này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chọn luôn cái ảnh bìa mà lúc nãy mình chọn cho các bạn nhé, ở trong cái phần cấp cắt thành ảnh bìa. Bây giờ các bạn chỉ việc chọn cái mô tả video thôi nhé. Đấy, thì mình sẽ ghi là điều kiện và kiếm tiền TikTok này. Đấy, các bạn thấy hashtag gì thì hashtag thì mình chọn là xu hướng đi. Rồi, đến đây thì các bạn sẽ, nếu mà cho phép đủ thì các bạn sẽ cho nhé. Rồi không, các bạn chọn đăng như bình thường nhé. Đấy, các bạn chọn đăng. Đấy, đăng nhé. Và các bạn đợi nó load xong nhé. Nó load xong cái video, mình sẽ vào cái trang chủ trong cái video của mình nhé. Nhìn không biết bao nhiêu phần trăm ấy, sắp xong rồi. Rồi, các bạn đợi một chút nhé. Mình sẽ cho các bạn vào xem cái ảnh bìa xuất hiện trên cái trang chủ là như nào nhé. Đó, xong nhé. Các bạn sẽ chọn vào tôi này. Đấy. Đây. Các bạn nhìn, bật kiếm. Đây. Đây là cái ảnh bìa nhé. Cái ảnh bìa mà bật kiếm tiền TikTok này. Đó. Thì cái ảnh bìa này nhé. Nếu mà bình thường các bạn làm ấy, thì các bạn sẽ cho nó hơi... hơi nhỏ một chút nhé, hơi nhỏ một chút lại thì nó sẽ thấy xuất hiện trên cái ảnh bìa TikTok này. Đấy, thì như thế thôi. Đấy, thì đấy là các bước mình hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái ảnh bìa trên TikTok rất đơn giản nhé. Đấy, thì các bạn chú ý thực hiện theo đúng các bước của mình, nó sẽ thành công nhé. Ok, thì qua cái video mình hướng dẫn vừa rồi thì các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn nào làm thành công và các bạn có những ý kiến đóng góp gì, các bạn hãy comment phía dưới bình luận nhé. Và đừng quên, nếu thấy video hữu ích thì các bạn hãy cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh. Đối với những bạn nào vừa ghé kênh thì vẫn như thường lệ, các bạn hãy bấm hình quả chuông để cập nhật những cái video mới nhất của mình. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video hướng dẫn lần sau của mình nhé.